cho toàn thể anh em đã nối tiếp video nhé. Anh em xem con máy này là con máy 67 đời trên anh em nhé, côn tay thể thao anh em nhé. Đấy, anh em có thể lắp vừa cho dòng Wayzin Cook Win được hết nhé. Thì một bộ combo của nó sẽ gồm chế này, mang cá này, cổ hút này, cần đạp cần số nhá. Đây, bộ đệm nữa. Đấy, tất cả combo nó đủ bộ hết anh em nhá. Đấy, còn máy, chi tiết máy em giới thiệu sâu một chút là con máy này, đây, hàng Đài Loan, côn tay giống 67 anh em nhá, côn tay. Công suất của nó thì là 125. Đây. 124 anh em nhá. Đấy. Con máy là máy màu đen, bốn số tròn nhá. Máy uây nhưng mà máy ấy. Con mặt bên này nó giống con máy uây. Đây. Rất chi là đẹp và đẳng cấp luôn. Đấy. Anh em mà xem thì anh em nhớ đăng ký kênh, nút góc màn hình nhá, ủng hộ kênh. Sau có video là hay anh em có thể xem được. Đấy. Đấy, còn bên em có nhiều loại máy lắm, anh em cứ nối tiếp video vào đi. Thì sau có con máy nào hay thì anh em có thể xem và mua được. Đấy, của hàng của em là toàn hàng mới thôi. Hàng vận chuyển có bưu điện, anh em nhận hàng, anh em kiểm tra hàng ok thanh toán, nhận hàng có bưu điện anh em nhá. Đấy. Anh em nhu cầu alo cho em nhá. Chào tất cả anh em. Một lời nữa gửi lời chào toàn thể các anh em trên toàn quốc. Anh em độ chế xe ba bánh cùng anh em nào cũng khuyết tật mà muốn chế xe mà có số lùi nhá. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các anh em một con máy nó có số lùi. Hàng này là hàng Đài Loan anh em nhá, hàng Đài Loan. Đấy. Sau trước khi giới thiệu một chút thì anh em bớt chút thời gian anh em nhấn nút đăng ký. Mình bấm nút chuông ở góc màn hình đây này. Đấy, góc màn hình nó tất cả là miễn phí thôi. Anh em xem có sau con máy nó hay nữa thì có anh em có thể xem ok nữa. Đấy. Em chỉ nói sơ qua như vậy thôi. Hôm nay sẽ giới thiệu sơ qua sâu một chút về con máy này. Em Bắc Giang nhé, Quyết Bắc Giang. Anh em mua hàng nên liên hệ 0364011683. Đấy, hàng là hàng em chuyển hàng ship COD toàn quốc. Với cái mức giá thì em không để công khai trên này được, anh em cứ liên hệ trực tiếp anh em là ok. Giá trên 3 triệu một chút thôi. Đấy, hàng này em hàng ship hàng COD và những phụ kiện gì nó theo anh em nhé. Đây, phụ kiện nó theo là gồm chế hòa khí này, cổ hút này, đấy, mang cá này. Đây, cả bộ này lấy anh em nhé. Đấy, có phải chế hòa khí nữa nhưng mà em cái này em để đâu mất. Đây, nó theo là cả chế hòa khí này luôn nữa này. Đấy, đây, chế hòa khí luôn. Đấy, sau em giới thiệu chút con máy nhá. Này là đài nhá. Anh em lưu ý là nó có số lùi nên là nó không có cần khởi động. Đấy, không cần khởi động nhá. Đây, cái máy của nó đây. Nguyên lý của nó là 1, 2, 3. R lùi nhá. Lùi 1, 2, 3, 4. Đấy, 1, 2, 3. Đấy, máy giống máy Super Cup anh em nhá. Đấy, đầu lòng giống máy Super Cup. Đây, nó có đài này. Đây, hàng không sập hãng, đóng sẵn CG rồi anh em nhá. Đây, thì nguyên lý nó sẽ như này cho anh em này. Đấy, đây cần số đây, hàng tất cả hàng nguyên bản hàng mới nhá. Thì anh em bấm 1, 2, 3 đằng trước là sẽ kịch luôn. Đấy, sau anh em lùi anh em lại 3, 2, 1. Đấy, và lùi nha anh em nhá. Đây là cái máy nó hay là nó có lùi trực tiếp bằng này này. Đấy, số lùi của nó là mạnh như số 1 luôn, kéo cực khỏe, kéo 3 đến 4 tạ lùi cũng như vậy luôn. Đấy, còn hàng này trước khi xuất khỏi công ty ấy, người ta đã test rất chi là ok rồi, người ta mới xuất ra ngoài. Đây, cái đầu lòng của nó anh em là cái này là đây là 124 anh em nhá, 124. Nó đây theo nó nguyên zin luôn, nó là cả cujin luôn. Đấy, rất chi là ngon, rất chi là mới. Đấy, mình ở giới thiệu sơ qua như vậy thôi. Anh em liên hệ trực tiếp điện thoại này. Đấy, máy. Còn clip sau nữa anh em lại xem con máy tiếp. Anh cứ lán lại một chút xem clip sau được một chút nhá. Bộ đầu xe cả bánh lốp 400-12 nhá. Anh em nhu cầu mua lốp đầu đây. Mua lẻ em bán thụt nữa. Cái này bánh ngang nó 4/2 nhá. Thụt cả bộ đầu nữa. Hàng bộ đầu em cũng có nhé, giá hơi lo trên 3 triệu một chút thôi.
anh em có nhu cầu alo cho em 036 401 683 nhé, và chào anh em. Xin chào tất cả anh em. Mình hôm nay mình giới thiệu đây là trên một số bộ động cơ này. Đây xin bán combo gần như là đủ hết cho anh em nhé. Anh em gọi điện trực tiếp số điện thoại nhé, để mình sẽ báo giá luôn. Mình không báo giá ở trên này đâu anh em nhé. Còn bây giờ mình lưu ý cách phổ biến cho anh em gần như là đủ luôn. Đây là hàng vận chuyển qua bưu điện nhé, nhận hàng trả tiền. Còn trước khi gửi anh em nhớ cọc trước cho mình 200.000 nếu mà lấy nhiều đồ. Đấy, còn lấy hộp số lùi không phải cọc. Đấy, còn anh em mà lấy những cái thứ khác mà nó nhiều ấy, thì cọc trước cho mình 200.000 phí vận chuyển. Đấy, còn anh em cứ gọi điện mình sẽ báo cầu hộp số mạnh nha anh em nhé. Đây, hộp số này là hộp số tăng tải nhé. Đấy, mình sẽ hỗ trợ này nó tải lặng thêm chút. Đây là hộp số đảo chiều nhé. Đấy, đảo chiều tiến lùi, đây là máy tất tật đủ bộ hết. Nó đi theo tất cả, nó theo cả hai khớp luôn anh em nhé. Đấy, đủ hết máy rồi, bánh đủ hết nhé, không thiếu gì cả. Anh em chỉ cần đặt hàng thôi, mình sẽ gửi nơi cho được hàng vận chuyển nhé. Còn giá thì nó cũng anh em nói chung là cứ phải gọi điện trực tiếp cho mình, cả nó ok thì anh em giao dịch, và không thì thôi nhá. Đấy, còn không Zalo anh em nhé, mình ít Zalo lắm. Đấy, còn mua hàng anh em trực tiếp gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của mình nhé, cầu số lốp nhưng mình nhà mình không có nhíp anh em nhé. Đấy, đủ bộ, gần như đủ bộ. Đấy, còn anh em cứ tham khảo đi, nhu cầu điện lại cho mình. Đấy, bánh rồi hộp số động cơ rồi cầu kiếp tất tật đủ bộ hết. Rồi, anh em có nhu cầu anh em vui kênh anh em đăng ký kênh nhé, sau mình có những cái hay thì anh em đăng ký kênh, và cuối nếu có những cái clip sau nó có nhiều cái đồ chơi để cho anh em chế thì nó sẽ đến với anh em được nó nhanh hơn. Anh em nhớ đăng ký kênh nhé. Chào tất cả anh em.